lãnh đạo huyện ủy Tam Nông vừa trao huy hiệu đảng đợt 3 tháng 2 và 19 tháng 5 cho các đảng viên thuộc đảng bộ xã Lam Sơn, huyện Tam Nông. Trong đợt này, đảng bộ xã Lam Sơn có 27 đồng chí đảng viên được nhận huy hiệu đảng, trong đó có một đồng chí nhận huy hiệu 75 năm tuổi đảng, một đồng chí được nhận huy hiệu 70 năm tuổi đảng, một đồng chí nhận huy hiệu 65 năm tuổi đảng, 4 đồng chí nhận huy hiệu 60 năm tuổi đảng và 5 đồng chí được nhận huy hiệu 55 năm tuổi đảng. Được trao huy hiệu đảng không chỉ là vinh dự đối với cá nhân và gia đình đảng viên mà còn là vinh dự của toàn đảng bộ. Lãnh đạo huyện ủy Tam Nông mong muốn các đảng viên giữ gìn sức khỏe, tiếp tục là chỗ dựa tinh thần, động viên con cháu phát huy truyền thống, chấp hành tốt các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, hăng say lao động sản xuất, tích cực tham gia các phong trào thi đua, phát triển kinh tế xã hội, xây dựng quê hương ngày càng văn minh, phát triển.